Xin chào cả nhà nha. Hôm nay xin phép quay cho cả nhà xem một cái đầu khoan 19 ly nha cả nhà. Đầu khoan 19 ly nè. Đầu này còn rất là đẹp nha cả nhà. Nè, rất là đẹp nha. Rất là nhẹ nhàng nha cả nhà. Nhẹ nhàng lắm. Nè, xíu chưa nè. Đó, rất là nhẹ nhàng. Lâu lâu mới có được một cái đầu khoan 19 ly đẹp như thế này nha cả nhà. Anh em nào đang cần tìm kiếm thì alo nha. Nè, rất là nhẹ nhàng nha cả nhà. Đầu này em mới vừa mua về luôn. Nó rất là nhẹ nhàng. Trên đây là nó sẽ có một cái tai siêu zin đi theo luôn nha cả nhà. Vừa thích luôn nè. Đó, rất là nhẹ nhàng nha. Đầu khoan 19 ly. 19 ly nha cả nhà. Rồi có cái ở trên đây đồ mấy cái chấu rồi còn rất là đẹp luôn nha. Đó. Răng mấy cái răng xung quanh luôn cả nhà. Rất là đẹp nha, không có chạy sức mẻ gì hết nha. Rất là đẹp. Nè cả nhà nhìn nữa không? Đầu khoan 19 ly nha cả nhà. Có tài xiết rõ luôn nè. Để em đo cái cốt cho cả nhà xem thử nha. Cái cốt trên đây hiện tại thì nó được gần 17 nha cả nhà. 16 mấy gần 17 nè. Không. Hiện tại thì chắc cái này là lắp được cái con số 2 á. Ở đây là còn không thì mình đóng cái lớp này ra cả nhà. Là nó ở trong đây nó còn ở ngoài này nữa nè. Cái này giống như người ta đắp cái con này lên nè cả nhà. Đó, đầu rất là đẹp nha. Đầu khoan 19 ly. 19 ly nha cả nhà. Ta xiết luôn. Rất là nhẹ nhàng và rất là đẹp luôn nha. Đó, anh em nào có nhu cầu cần tìm kiếm đầu khoan 19 ly thì alo cho em nha cả nhà. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video.